ngày xưa có một người đàn ông quá vợ sống cùng cô con gái nhỏ. Một ngày kia, ông quyết định tìm cho mình người vợ thứ hai. Ông đưa về nhà một người đàn bà rất độc ác cùng hai cô con gái riêng của bà ta. Họ đối xử với con gái nhỏ của ông như một người hầu và bắt cô làm mọi việc nặng nhọc trong nhà. Hai cô con gái của mẹ kế còn chế giễu gọi cô là lọ lem. Một hôm, hoàng tử mời tất cả các cô gái trong vương quốc tới dự lễ hội. Lọ lem phải lo sửa sang cho mẹ kế và các chị đi dự hội, còn cô thì bị bắt phải ở nhà. Lọ lem đang rất buồn thì bỗng một bà tiên xuất hiện trước mặt cô bé. Bà biến quả bí ngô thành cỗ xe ngựa, biến những chú chuột thành những con ngựa, còn bộ quần áo cũ của lọ lem được biến thành một bộ váy dạ hội tuyệt đẹp. Cuối cùng, bà tiên tặng cho lọ lem một đôi giày thủy tinh và dặn rằng: "Hãy tới dự hội đi con, nhưng con phải nhớ rằng đúng 12 giờ đêm, phép thuật của ta sẽ hết nhiệm màu." Tại cung điện, tất cả mọi người đều trầm trồ trước vẻ đẹp của lọ lem. Ai cũng nghĩ nàng là một công chúa. Suốt cả buổi tối, hoàng tử chỉ nhảy cung nàng. Khi đồng hồ điểm 12 giờ đêm, lọ lem giật mình bỏ chạy và để rơi trên cầu thang một chiếc giày. Ngày hôm sau, người đưa tin của hoàng gia thông báo: "Cô gái nào đi vừa chiếc giày thủy tinh sẽ trở thành vợ của hoàng tử." Tất cả những cô gái trong vương quốc đều tới để thử giày, nhưng chỉ có mình lọ lem đi vừa. Lọ lem được đưa tới cung điện, một lễ cưới linh đình được tổ chức chỉ vài ngày sau đó.